Hello nha Nam. Mới về anh em 209 nè. Đẹp quá anh em ơi. Xe này dọn full luôn nha anh em. Dọn tâm huyết. Đầu nồi làm lại hết luôn. Máy giữa chưa có trẻ. Máy giữa thì chưa có làm. Chưa có làm máy ha. Đầu nồi có làm rồi. Cửa số zip. Số đẹp. Xăm 4. Này 209 đầu 702. Máy chạy cực kỳ luôn nha anh em ơi. À đầu 700. Đẹp ha. Quá đẹp. Chạy là bao phê này à, thường là gì là vậy đó nè. Đương nhiên xe làm rồi thì chạy thì nó phải phê rồi chứ xe zin thì đến thời điểm giờ anh em cũng biết rồi ha, nó đâu có ngon được như xe mình làm lại, tại vì nó cũng quá lớn tuổi rồi. Cái này bị sao ta? Cái này nó gãy không đúng. Nó gãy cái yên. Cái yên nó gãy này không dính. Đẹp ha. Này dành cho anh em khoái là chỉnh chu. Im ngon. À, không cần phải dính nữa, máy nổ không nghe luôn á. Ha, anh em nào thích sạch sẽ đó, im ngon không nhất thiết phải zin thì alo cho phép nha anh em, giá 4x giá tốt đó. Còn anh em muốn xe zin thì cũng có luôn rồi. Ok anh em đang gửi xe bên kia, đang cà phê luôn nha anh em. Cà phê tranh thủ review cho anh em xem. Hồi đưa lên thùng trở về luôn nha anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian coi video nhé. Xem nhớ cho em xin một like và một lượt đăng ký luôn nha anh em ơi. Bye bye.